Xin chào bạn, chúc bạn nhiều mới tốt lành. Hi, xin chào các bạn, quay trở lại kênh YouTube của mình. Trông khá là bơ phờ đúng không? Tại vì mình vừa ngủ dậy thôi. Bây giờ có 7 giờ sáng. Và hôm nay thì mình quay bằng chiếc điện thoại Samsung Galaxy S20 của mình, chứ không phải bằng cái máy ảnh Canon mọi khi nữa. Và từ lâu rồi thì mình có ý định là định quay một cái vlog về một ngày cuối tuần của mình, xem là nó có liên quan gì đến công việc của mình này, rồi có liên quan gì đến nước Hoa hay không. Thì các bạn hãy theo chân mình nha. Ok, mình vừa đi về và thực sự là sáng nay ngửi rất là nhiều mùi, nhưng mà bây giờ kiểu bị đau hết cả đầu ấy. Và mình cũng đã mượn được thêm vài em về nhà để review. Đó là Row 31 này, Lilabo, rồi MFK. Chân này còn xíu xíu. Thì các bạn nhớ đón chờ trong video mới nhá. Còn bây giờ thì mình phải đi ăn cơm xong rồi đi ngủ, thì chiều chúng ta gặp lại nhau nhá. 2 hours later. Đến một chiều hàng tuần thì mình sẽ dành khoảng tầm 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi để tập gym. Và bây giờ thì bắt đầu. Và vừa rồi thì mình vừa nấu cơm xong. Đây, bữa tối của mình này. Gồm cơm này, rồi su su và 150g cá hồi. Ăn này cho đỡ béo. Like. Hello, các bạn đấy có phải quen không? Thì đây là cái phòng của mình. Đây là nơi mình đặt máy này. Và đây là cái đèn của mình. Còn bên này là tủ nước hoa. Tủ nước hoa của mình khá là to, nên là nó chiếm gần như hết phòng thôi. Nên là phòng rất là nhỏ.
Thì thường thường ấy, một trong tuần, những ngày đầu tuần mình sẽ lên content, lên ý tưởng và đi mua, đi mượn nước hoa của những anh em chơi thân để về thẩm mùi. Và đến những ngày cuối tuần này thì mình sẽ dành buổi chiều và buổi tối tầm nửa tiếng thôi để mình quay video và sau đó ném vào máy tính kia để edit. Lúc nào xong thì mình sẽ đăng lên. Thì các bạn thấy đấy, mình không có kịch bản, kịch đeo hay là không có đội ngũ gì cả. Tất cả toàn bộ mình làm từ khâu quay, khâu lên ý tưởng cho đến khâu edit để đăng lên cho các bạn xem. Thì mình muốn làm sao nó khách quan, nó chân thật nhất và nó đơn giản nhất thôi. Và lúc nào mình xong thì mình sẽ đăng lên thôi. Nên là mình không bị cái deadline, không bị cái gọi là cập dập là phải đăng video, lúc nào cũng phải đăng video. Tại vì ra làm cái mảng ý tưởng này nó cũng rất là khó, và cái việc làm nước hoa này thì nó cũng không phải là lúc nào mình có chai nước hoa mà các bạn mong muốn mà mình muốn làm. Nên là nhiều khi phải đi mượn và phải bỏ tiền túi ra mua, nó khá là tốn kém. Nên là các bạn yên tâm rằng là dù mình có tuần này mình không làm video, tuần sau mình không làm video, các bạn vẫn có video để xem, nên các bạn yên tâm nhé. Và đó là một cái cả một cái ngày cuối tuần của mình. Sáng dậy sớm, ăn sáng rồi đi gặp gỡ các bạn bè, cà phê, cà pháo, ngửi mùi hương, chiều đi tập, và tối thì mình làm video. Và đó là kết thúc một ngày. Mình thấy là một ngày như thế nó khá là bổ ích, nó khá là vui. Còn một ngày các bạn nha, thì các bạn hãy comment bên dưới. Và mình cũng rất là mong muốn là qua cái video này thì các bạn có những cái đóng góp nào, các bạn thấy rằng mình còn những cái mảng nào còn chưa tốt, hay là cả những cái chủ đề nào các bạn muốn mình làm, thì các bạn hãy comment phía dưới. Và đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh YouTube của mình nha. Còn bây giờ thì mình phải đi làm đã. Bye bye.